Các bạn cứ tin vào luật bù trừ đi, có thể là bây giờ mọi thứ nó sẽ tồi tệ với mình, nhưng mà sau này biết đâu đấy mình sẽ được bù trừ một cái gì đấy nó thỏa đáng hơn. 5 năm, 10 năm nữa, hay là đến khi về già sẽ có cuộc sống an nhàn hơn chẳng hạn, con cái sẽ thành công hơn chẳng hạn. Mình cứ nghĩ như thế đi cho nó tích cực. Mà muốn con cái nó lớn lên khỏe mạnh, thành công thì bản thân mình phải sống tốt đã, thì mình mới che chở được cho nó chứ. Bản thân mình phải lo được thì mình mới lo được cho người khác chứ, đúng không? Cố lên bạn.